Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị kết thúc tuần đầu tiên của năm 2024 và giá của Bitcoin thực sự là đã đưa cho chúng ta đi một cái chuyến tàu lượn theo đúng nghĩa đen, đúng không ạ? Khi mà tưởng chừng như giá sẽ tiếp tục tăng thì bất ngờ lại đảo chiều, khiến rất nhiều lệnh future với cái khối lượng lớn đã bị thanh lý. Thì với cái hành động giá như vậy thì Bitcoin liệu sẽ có thể duy trì được cái đà tăng hay không, hay chúng ta còn đang kỳ vọng gì vào những cái giai đoạn gọi là nước rút trước khi mà chúng ta bước vào giai đoạn uptrend chính thức? Thì mình sẽ phân tích và cập nhật với các bạn ở trong ngày hôm nay. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phân tích chart của Bitcoin, xem là diễn biến giá trong thời điểm hiện tại nó đang có xu hướng như thế nào. Thì ở trên chart Bitcoin trên khung ngày thì hiện tại đang giá nó đang có cái xu hướng hồi phục lại về quanh vùng 44.000 đô như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này thì gần như là đã xóa đi toàn bộ cái khoản lỗ của những nhà đầu tư Bitcoin trong cái đợt điều chỉnh chóng vánh vào ngày hôm trước. Nhưng mà nhìn chung lại thì giá nó vẫn đang đối mặt với những cái áp lực bán có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào và rất là bất ngờ, đúng không ạ? Thực sự mà nói thì nếu như các bạn đã theo dõi những cái video phân tích cũng như là những cái nhận định thị trường trước đó thì cái đợt giảm mạnh là điều mà chúng ta có thể lường trước được, khi mà thị trường nó cũng đã tăng trưởng khá là lâu và cái số lượng lệnh long ở trên thị trường tại cái thời điểm mà Bitcoin lên 45.000 là vô cùng lớn. Thì các bạn thấy đấy là Bitcoin đã hình thành một cái vùng tích lũy box zone khi mà giá tiệm cận đến cái đường Fibo 0.5. Và sau khi giá đã có cái dấu hiệu breakout qua để có thể xác định được cái mô hình hai đáy thì nó được kích hoạt thành công. Tuy nhiên thì vào ngày hôm sau thì giá Bitcoin đã có cái cú sập từ 45 về 40.000 trong khoảng rất ngắn. Và cái nhịp giảm mạnh này thì nó đã xuống trở lại bên dưới cái vùng box zone của Bitcoin, thì cũng xác nhận rằng là cái cây nến xanh trước đó đang là một cây fake breakout. Do đó thì cái thời điểm hiện tại thì giá của Bitcoin vẫn chưa hề phá qua khỏi cái khu box zone và chúng ta sẽ vẫn cần phải chờ đợi xem là Bitcoin sẽ di chuyển sideways. Mình cho rằng sẽ di chuyển sideways trong thời gian sắp tới trước cái thời điểm mà cái thông tin ETF được công bố, chỉ còn khoảng 4 đến 5 ngày nữa thì mình nghĩ rằng là Bitcoin sẽ ổn định tại cái vùng giá hiện tại. Còn cái thông tin được đưa ra như thế nào thì chắc chắn là lúc đó Bitcoin sẽ có những cái phản ứng lên tới vài ngàn giá. Các bạn hãy cần chuẩn bị tinh thần cho cái điều này. Và thời điểm hiện tại khi mà Bitcoin hồi lên thì altcoin cũng chưa có dấu hiệu là hồi phục mạnh, có lẽ là thị trường vẫn đang rất là mong ngóng cái thông tin ETF được công bố để sau đó thì chúng ta sẽ biết tiếp được cái xu hướng nó sẽ là như thế nào. Ở trên khung ngày ấy, thì hiện tại Bitcoin đang được đỡ bởi cái vùng hợp lưu EMA 34 tương đối chắc là khu vực từ 40 cho tới 41.000 đô. Thì cái khu vực này nó là khu vực mà đang thiết lập lên một cái mức giá mà trong tâm lý của nhà đầu tư thì mình nghĩ rằng nếu mà sập qua khu vực này quay trở lại khu vực 3x, tức là từ 30 đến 39.000 thì cái vùng giá đó nó sẽ khớp với thông tin là có thể là ETF Bitcoin Spot bị reject, bị từ chối chẳng hạn. Tuy nhiên bản thân mình nếu mà trong thời gian sắp tới Bitcoin về lại khu vực này thì đối với mình nó cũng không phải là thảm họa. Nó sẽ là một cơ hội tốt để cho các bạn có thể vào nốt số Bitcoin mà các bạn chưa được tư, và các altcoin mình cho rằng nếu mà Bitcoin điều chỉnh mạnh như vậy thì các altcoin có thể là sẽ test lại cái khu vực đáy cũ. Thế nên là các bạn cũng không nên quá bất ngờ nên trong trường hợp sắp tới mà altcoin giảm mạnh. Quan trọng là nếu như trong thời gian sắp tới altcoin mà giảm mạnh mà các bạn đã đầu tư con nào mà các bạn đã quyết định là hold ấy, thì các bạn cứ bình tĩnh. Một là các bạn có thể là DCA thêm, hai là các bạn cứ để đó thôi, chứ các bạn đừng có bị thị trường làm rung lắc và các bạn thoát hàng và các bạn hoặc là nhảy từ con này sang con khác, thì trong thời gian sắp tới nó sẽ làm cho các tài khoản của các bạn sẽ rất là khó để có thể kiểm soát. Thì các bạn hãy lường trước một cái tình huống là ETF Bitcoin Spot bị từ chối, đúng không ạ? Bitcoin sẽ có sự điều chỉnh xuống vùng 40-41 hoặc là bên dưới, và altcoin nó cũng sẽ có thể sập tầm 20-30% so với bây giờ, là cái điều mà chúng ta có thể là lường trước. Thì và nếu mà xảy ra điều này, nếu như các bạn còn vốn thì các bạn hãy tập trung mua thêm những cái altcoin mà các bạn đã đầu tư xác định là đầu tư dài hạn. Còn nếu như các bạn không còn vốn nữa thì mình cho rằng là các bạn cũng nên nếu mà các bạn mà không thoát bây giờ thì các bạn cứ nên để đó thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Mình cho rằng là khi mà thị trường sau này nó sẽ hồi phục lại ấy, thì cái altcoin nó cũng sẽ dần được đẩy lên. Quan trọng là chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó. Thì đó là về cái trường hợp xấu. Còn nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như ETF Bitcoin Spot được approve chẳng hạn thì mình cho rằng những cái xu hướng tốt là sẽ có thể là tiếp tục. Ok, thì mỗi một lần giá của Bitcoin có những cái biến động tăng giảm mạnh thì chắc chắn là không phải là một cái điều ngẫu nhiên mà nó sẽ có những thông tin đi kèm, đúng không ạ? Và cái nhịp giảm mạnh 5.000 giá vừa rồi của Bitcoin cũng không phải là ngoại lệ. Theo như thông tin được đăng tải bởi Yahoo Finance thì chính phủ Mỹ đã được thực hiện một cái lệnh bán lên tới 215 triệu đô la Bitcoin tịch thu từ Silk Road. Và điều này làm chúng ta gợi nhớ đến khoảng thời gian tháng 8 khi mà SpaceX cũng thuộc sở hữu của Elon Musk đã bán khoảng 300 triệu đô Bitcoin và khiến cho giá của Bitcoin cũng có một cái sự giảm giá tương đối mạnh tại thời điểm đó.
Do đó thì cái đợt bán số Bitcoin lên đến 215 triệu đô của chính phủ Mỹ trong thời gian vừa qua, theo ý kiến của mình là cũng là cái nguyên nhân khiến cho giá của Bitcoin giảm khoảng 10%. Và thậm chí là bài báo đã có tiết lộ là chính phủ Mỹ còn đang dự định là bán nốt số Bitcoin trị giá lên tới 1 tỷ đô la của mình trong thời gian sắp tới. Cụ thể thì theo những dữ liệu được cung cấp bởi Coincraft thì vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, chính phủ Mỹ đã dục dịch để mà bán 9.861 Bitcoin, tức là tương đương với 215 triệu đô. Tuy nhiên thì họ vẫn đang giữ khoảng 41.491 Bitcoin. Nếu mà tính giá trị ở cái thời điểm hiện tại thì cái số Bitcoin này trị giá khoảng 1,2 tỷ đô. Vậy nên giả sử chính phủ Mỹ thực hiện bán nốt số lượng Bitcoin này, tức là lên đến 1,2 tỷ đô, thì nó cũng sẽ là một cái áp lực bán đến thị trường tương đối lớn. Có thể là chính phủ Mỹ có thể không bán thật, nhưng mà có thể dùng cái thông tin này trong trường hợp sắp tới mà ví dụ như là thị trường điều chỉnh chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là cái thông tin này có thể được tung ra để mà hợp pháp hóa cái quy trình giảm giá. Cái này là cái mà chúng ta cũng nên cần chuẩn bị sẵn tinh thần trong thời gian sắp tới, được chưa? Ok, thì với cái việc là áp lực bán đang bắt đầu có cái dấu hiệu xuất hiện, tiêu biểu là cái đợt bán xả vừa rồi của chính phủ Mỹ, thì những cái dữ liệu on-chain cũng đang đưa ra cho chúng ta những cái thông số chúng ta hết sức là cần phải chú ý. Cụ thể thì trong một bài đăng được chia sẻ với CryptoCon nói về việc cái chỉ báo LMACD Midtop đang báo hiệu về việc là Bitcoin sắp sẽ phải đối diện với một cái đợt điều chỉnh với quy mô lớn trước khi mà đợt uptrend chính thức được diễn ra. Cụ thể là chỉ báo này đã bắt đầu chạm vào đường chu kỳ Midtop giảm dần, và nếu mà xét về những cái dữ liệu trong quá khứ thì cứ mỗi một lần điều này xảy ra thì giá của Bitcoin sẽ có những cái nhịp điều chỉnh tương đối mạnh. Lần đầu tiên được kích hoạt là vào tháng 8 năm 2012 thì Bitcoin đã giảm 49% giá trị. Lần thứ hai là vào tháng 6 năm 2016 thì giá của Bitcoin đã giảm khoảng 38% giá trị. Và lần gần nhất đó là vào tháng 6 năm 2019, trùng với sự kiện thiên nga đen được gây ra bởi đại dịch Covid thì cũng khiến Bitcoin sập đến 53% giá trị. Tất cả những cái lần điều chỉnh mạnh này đều diễn ra trước khi Bitcoin tiến đến chu kỳ uptrend. Do đó thì chúng ta có thể cảm nhận ở thời điểm hiện tại, nếu mà chỉ báo này đang tiếp tục chính xác và kích hoạt thì chúng ta hoàn toàn sẽ chứng kiến một cái đợt điều chỉnh ngay trong quý 1 của năm 2024. Còn theo kinh nghiệm của mình, một nhà đầu tư mà đã trải qua đây là mùa chu kỳ thứ 3 của thị trường, thì có lẽ là cái nhịp Bitcoin giảm lần này nó sẽ là một cái nhịp rũ hàng lần cuối trước khi mà chúng ta tiến vào uptrend, nó cũng không phải là một cái điều gì đó quá xa lạ. Và thậm chí đây còn là một cơ hội tốt mà thị trường trao tặng cho chúng ta nếu mà chúng ta biết cách phân bổ vốn và chúng ta còn tiền để gom hàng. Tuy nhiên thì các dữ liệu nó đều là biến số và thị trường các bạn thấy là không phải lúc nào nó cũng sẽ lặp lại như những cái chu kỳ trước. Đúng không ạ? Thị trường chu kỳ lần này nó cũng đi cũng không chính xác 100% so với chu kỳ trước. Thế nên là những cái nhận định này nó mang tính chất là tham khảo để các bạn có thể có được góc nhìn về xu hướng của thị trường thôi. Còn điều quan trọng là chúng ta cần phải nắm bắt được cơ hội để chúng ta gom hàng trước khi mà thực sự là đến với cái chu kỳ tăng trưởng. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái plan giao dịch ngắn hạn của mình liên quan đến BTC. Thì trong sáng ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 thì mình cũng đã có cập nhật cái kế hoạch giao dịch đối với cả Bitcoin của mình trên nhóm Telegram miễn phí của anh Will Capital. Thì có thể thấy là trong cái cập nhật thì mình sẽ cẩn trọng hơn trong cái việc giao dịch và đa số là mình sẽ đặt những cái lệnh limit. Cụ thể thì với cái lệnh long thì có thể là canh long ở vùng là 43.400, stop loss ở 43.000. Vùng canh long tiếp theo sẽ là 42.200, stop loss ở 41.600. Còn đối với cả những anh em nào mà theo fair short ấy, thì chúng ta có thể canh cái lệnh ở mức giá khoảng 44.400, stop loss ở 44.900. Ngoài ra thì mỗi khi mà thị trường crypto khó như thời điểm hiện tại thì mình cũng dành thêm thời gian cho thị trường vàng và giao dịch ngoại hối. Và trong những ngày đầu tiên của năm 2024 thì mình cũng đã có kết quả tương đối ổn. Như các bạn thấy là trong ngày hôm qua thì cũng là một ngày giao dịch tương đối ổn khi mà đã thắng tầm 4 trên 6 lệnh với các giao dịch vàng, dương khoảng 115 pip. Và những cái lệnh này thì mình đều có thông báo cho mọi người ở trên kênh Telegram. Thế nên trong thời gian này nếu như các bạn đang muốn giao dịch vàng thì các bạn có thể tham khảo những cái cập nhật ở trên nhóm Telegram đó. Cái đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video, được chưa ạ? Ok, đó là toàn bộ nội dung trong ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ có được một sự chuẩn bị tốt trước khi mà chúng ta bước vào những giai đoạn tiếp theo của thị trường. Và hãy cố gắng bình tĩnh và có những kế hoạch giao dịch thật sự là hợp lý. Thì mình cho rằng đến mùa uptrend sau, kết quả sẽ đến với các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn gặp các bạn trong video sau. Xin chào.